Xin chào tất cả mọi người và xin Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta luôn sức khỏe. Trọn đêm nhớ anh, chuyện xưa anh hay thương hứa. Anh hẹn chờ nhau cùng đi dẫn lễ nửa đêm. Thầm mong ngày ấy đến với em thật nhanh, xanh bước đi cùng anh. Nhưng anh quên hẹn rồi. Và khi lễ tang mượn chỉ anh em lại tới, em giận hờn anh làm thinh không nói nửa câu. Hứa anh đến mùa sau, nhưng bao mùa qua rồi, một người trong cánh sông, một người chân mây gió. Cho ai nơi gian đầu nhìn mùa thu qua rồi mùa đông tan úa. Tàn vì chiến cuộc còn, lòng này yêu anh hứa xin chờ mong. Mùa thương nhớ xưa lại về bên sinh nhật Chúa, lặng lặng mình em quỳ bên hang đá cầu xin. Chia cách nhau hôm nay là thách thức mai sau, cánh duyên mình dài lâu. Một người trong cánh sông, một người chân mây gió. Cho ai nơi gian đầu nhìn mùa thu qua rồi mùa đông tan úa. Người lính cuộc đời dẫn non sông, dù yêu em lắm phận người trai chưa xong. Nước non điêu tàn vì chiến cuộc còn, lòng này yêu anh hứa xin chờ mong. Mùa thương nhớ xưa lại về bên sinh nhật Chúa, lặng lặng mình em quỳ bên hang đá cầu xin. Cầu cho tổ quốc
bên mình dài lâu. Chia cách nhau hôm nay là thách thức mai sau, cách duyên mình dài lâu. Chia cách nhau hôm nay là thách thức mai sau, cách duyên mình dài lâu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để đón chào ban múa của chúng ta ngay tại thời giờ phút này. Tình Cố Đồ, that's it, the song and of the dance right now together with singer Kima and Linh Vũ and the dance together. Once again, give them a big hand right now. Let them give a big hand to Tandem Group Dance. Hà Nội ơi nhớ nhé ngày.
ngày hồi hương ta vẫn màu. Quý vị cho chàng vỗ tay cho. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị. You can clap better than that. Mình sẽ thực hiện còn đẹp hơn như vậy nữa. Ngài là vua tâm linh này, tìm kiếm Giê-xu. Ngài là Chúa cả cuộc đời, lòng con hát khen. Dù trong lúc khó khăn, con dựa nương ở trong cánh tay Ngài. Giê-xu ban cho con bình an. Dù sóng gió luôn vây chặt mỗi bước đi, trong tay Chúa chẳng kinh sợ hay lo lắng chi. Lòng con sẽ luôn tin cậy vào danh Chúa và luôn đắc thắng. Chọn Giê-xu thôi, đứng về phía Ngài mà thôi. Xin Chúa ban ơn và đi với con, xin giữ con đây ngày càng giống Cha. Xin giữ con trong tay Ngài mãi mãi. Xin Chúa ban ơn và đi với con, xin giữ con đây ngày càng giống Chúa. Đồng đi với Giê-xu, Chúa sẽ đi cùng con. Vua tâm linh này tìm kiếm Giê-xu. Ngài là Chúa cả cuộc đời, lòng con hát lên. Dù trong lúc khó khăn, con dựa nương ở trong cánh tay Ngài. Giê-xu ban cho con bình an. Dù sóng gió luôn vây chặt mỗi bước đi, trong tay Chúa chẳng kinh sợ hay lo lắng chi. Lòng con sẽ luôn tin cậy vào danh Chúa và luôn đắc thắng. Chọn Giê-xu thôi, đứng về phía Ngài mà thôi. Xin Chúa ban ơn và đi với con, xin giữ con đây ngày càng giống Cha. Xin giữ con trong tay Ngài mãi mãi. Xin Chúa ban ơn và đi với con, xin giúp con đây ngày càng giống Chúa. Đồng đi với Giê-xu, Chúa sẽ đi cùng con. Xin Chúa ban ơn và đi với con, xin giúp con đây ngày càng giống Cha. Xin giữ con trong tay Ngài mãi mãi. Xin Chúa ban ơn và đi với con, xin giữ con đây ngày càng giống Chúa. Đồng đi với Giê-xu, Chúa sẽ đi cùng con. Đồng đi với Giê-xu, Chúa sẽ đi cùng con. Is that beautiful? Đó đẹp không quý vị? Các con. Let us give them a bigger hand. Xin vỗ tay lớn cho các em. Do you want more? Nhiều. Có thêm nữa hay không? Now I want to do something very special right now. Tôi muốn làm một điều rất là đặc biệt trong lúc này. While I'm speaking, the music will play softly and they will dance again. Trong khi tôi nói thì nhạc sẽ chơi nhẹ lên và mấy em sẽ múa lại thêm một lần nữa. And then the Bible said there's no fear for those who are in Christ Jesus. Kinh Thánh đã nói rằng chúng ta sẽ không sợ hãi gì khi chúng ta có Chúa. And this is the song that said that Jesus is walking together with us. Và đây là bài múa mà nó nói rằng là Chúa Giê-xu đang đi với chúng ta. And when you have Jesus is with you.
Khi mà Chúa Giêsu ở với chúng ta, you are not going to be shaken anymore. Chúng ta sẽ không bao giờ run sợ nữa. And the Bible says that God's promise, He will ever, never, never, never leave us or abandon us. Và Kinh Thánh đã nói là Chúa sẽ không bao giờ rời xa chúng ta. Can you say together with me that Jesus, God said, the promise that He will never leave us or abandon us. Xin hãy nói với chúng tôi rằng là Kinh Thánh nói rằng là Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Talk to your neighbor that Jesus will never leave you or abandon you. Và nói với người kế bên quý vị rằng là Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Ready. And I want to know one thing as you are going to watch once again this dance. Và tôi muốn quý vị biết một điều rằng khi mà trong lúc quý vị coi những em bé đang nhảy. I want you to know that Jesus, just imagine yourself that Jesus is walking together with you. Hãy tưởng tượng rằng là Chúa Giêsu đang đi với chúng ta. When the storm is coming into your life. Khi mà cơn bão của cuộc đời đến với chúng ta. When the wave is raging. Khi mà biển dâng cao sóng. When the financial shortage is coming to your life. Khi mà tài chính. Whatever the thing that gives you the headache, bất cứ điều gì mà làm chúng ta nhức đầu, but let us remember one thing. Hãy nhớ một điều rằng là Jesus, Chúa Giêsu, He will give us the peace that we need. Chúa Giêsu sẽ ban cho chúng ta sự bình an mà chúng ta cần thiết. What are the things that you and I are going through right now? Những điều gì mà chúng ta đang trải qua trong cuộc đời trong lúc này? Something that begin to give us the troubles. Bất cứ cái điều gì mà bắt đầu mang cho chúng ta những sự. Is there anything that we struggle overnight? Điều gì mà làm chúng ta khó xử? Is there any matter that you make you sleepless? Có điều gì mà làm chúng ta mất ngủ buổi tối? Is there anything that you feel your heart is so painful every day? Hiện tại điều gì mà làm trái tim chúng ta đang đau khổ mỗi ngày? Is there anything that get away the peace from your life? Những điều gì mà đang lấy đi những sự bình an? Is there anything that get away your joy? Những gì mà đang lấy đi sự bình an? But we want you to know tonight that Jesus wants to walk with you. Tối nay tôi muốn quý vị biết rằng Chúa Giêsu đang đi cùng chúng ta. The Bible says that He is standing in at the door and knock at the heart, your heart. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu đang đứng tại cánh cửa và gõ. He said, "Are you willing to invite me into your life?" Chúa Giêsu hỏi quý vị rằng là các con có muốn mở cửa lòng? And Jesus is knocking at your heart, the door of your heart right now. Chúa Giêsu đang gõ cửa lòng của quý vị trong lúc này. Are you willing to open your heart? Các bạn sẽ sẵn sàng mở cửa hay không? So that Jesus coming into your life. Để cho Chúa Giêsu sẽ đến với cuộc đời của mình. It's just like I shared this afternoon, He's going to remove your pain. Tôi đã nói là chiều nay Chúa Giêsu sẽ lấy đi tất cả những sự đau khổ. He's going to remove the unhappiness in your life. Chúa Giêsu sẽ lấy đi tất cả những gì mà không vui trong cuộc đời. He's going to remove the struggle that you have been battle for so long. Chúa Giêsu sẽ lấy đi tất cả những sự khó khăn mà quý vị đã chiến đấu. He's going to get out the depression that controlled your life for so long. Tất cả những gì mà làm cho chúng ta phiền não trong đời. He's going to set you free from drug addiction. Jesus sẽ giải phóng quý vị từ những or alcoholic addiction. Tất cả những sự nghiện ngập. Or anything that you have battled for so long. Những gì mà chúng ta đã chiến đấu một thời. And you know that you cannot go over it. Và chúng ta biết là chúng ta không thể thắng được nó. But tonight we have a good news for you. Tối nay một điều tin tốt mừng. Our Jesus is here. Chúa Giêsu của chúng ta đang ở đây. He's the King of Kings. Chúa Giêsu là vua trên muôn vua. He's the Lord of Lords. Chúa Giêsu là Chúa trên muôn vua. He's the Creator of the universe. Chúa là đấng tạo nên. He's the Rock of our salvation. Chúa là đấng cứu chuộc chúng ta. He's the King of Glory. Chúa là vua vinh hiển. He's the Hope of Hope. Chúa là vua. He's the Source of Life for you. Chúa là đấng nguồn sống. If you want to let Him to walk together with you, hãy để Chúa đi với chúng ta. He will make your life changes. Chúa sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. You never, ever, ever regret that chúng moment. Chúng ta sẽ không bao giờ hối hận. Every burden will be taken away right now. Tất cả những nặng nhọc trong đời sẽ lấy đi. Everything that squeezed your heart for so long will be removed in the name of Jesus. Everything that day and night you begin to grab your head and say, I cannot, but God can help you to go overcome. Bất cứ những gì mà làm chúng ta ôm đầu nhức đầu mỗi ngày mỗi ngày, Chúa sẽ lấy đi tất cả. When you begin to walk with Jesus right now, khi mà các bạn bắt đầu bước đi với Chúa Giêsu Christ, His yoke is very easy. Nói thì rất là dễ. His yoke is very easy. Gánh của Chúa rất là nhẹ nhàng. All you need to do is to make a decision today. Tất cả chúng ta làm là phải quyết định hôm nay. And let Him walk together. Hãy để Chúa đi cùng chúng ta. And I remember one day when I was sharing the gospel. Tôi nhớ là một ngày nào đó tôi chia sẻ cái lời kinh thánh. And one of the family was standing there. Có một gia đình đứng đó. And they said, "We have been waiting for you from morning until now." Người ta nói là tôi đã chờ quý vị từ sáng tới giờ. And I said, "Why? How do you know that today we came here?"
Và tôi hỏi là tại sao quý vị biết là tôi đến đây hôm nay? And the father said that we last night we saw you came to save us. Tối hôm qua tôi thấy ông đến đây để cứu chúng tôi. Last night when I was in the dream, I was just falling down in a very deep pit, the father said. Tôi đã nằm dưới mơ, tôi thấy là tôi đã rớt xuống một cái vực thẳm rất là lâu. And it's getting darker and darker and darker. Và vực thẳm nó càng ngày càng sâu càng sâu. And we have been very scary, very scared. Chúng tôi rất là sợ hãi. We have been very scared. Chúng tôi rất là sợ. And at that time I just called help. Và lúc đó chúng tôi nói là cứu tôi với. And then I saw a hand that reached me out and begin to get me out of that pit. Và tôi đã thấy là một cánh tay thò xuống dưới vực sâu và nâng tôi lên. And I saw that the one who wear is a long sleeve white t-shirt. Và tôi thấy là một người mặc áo trắng. He's the one who get me out of that pit. Và cái người đó đã cứu tôi ra khỏi cái hố đó. And I told him that on that day I was wearing the t-shirt, the long sleeve t-shirt. Và cái ngày hôm đó tôi đã mặc áo dài tay trắng. I said it's not me, but that is Jesus. Tôi nói là cái đó không phải là tôi nhưng mà đó là Chúa Giêsu. And he sent me here to get you out of your pit. Và hôm nay Chúa gửi tôi đến đây để mời quý vị. What's the problem with the family? Hôm nay vấn đề nào? They was under curses. Vấn đề trong the four children just look like the Ethiopian children, you know, the hunger and dying children. Tất cả những trẻ con đang đói khổ. Even though they eat a lot, but they still very skinny and hunger and just like we call đầu to detail, just like big head and then very small. But những đứa trẻ đó, dù nó ăn nhiều, nó vẫn còn rất là đói tại vì but to make the story short, we know that this is the curses and we pray, we break the curses. Đây là những cái sự rủa xả và bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện để phá. And when we break that curse, since then after 2 months. All the children are well. Từ lúc mà chúng tôi chống lại cái sự rủa xả đó, tất cả I don't know what is the peace that you are in the situation right now. Hiện tại tôi không biết là but I want you to know that God can get you out of the pit of your addiction. Tôi muốn biết là Chúa sẽ cứu quý vị ra khỏi God can get you out of your pit of your brokenness. Tất cả những sự bởi God can get you out of the pit of your sour relationship. Cứu quý vị trở lại. God can get you out of the pit of your financial problems. Tất cả vấn đề tài chính của quý vị. God can get you out of your pit of the nightmare that you struggle. Tất cả những sự tất cả những God can get you out of the pit of all the struggle, the pain, the hurt, the melancholy in your life. Tất cả những gì mà đau khổ trong cuộc đời của vị Chúa sẽ chữa lành. And the good news is his name is Jesus. Và đó là Chúa Giêsu. When you call upon that name. Khi mà quý vị gọi tên của Chúa Giêsu. Your life will never be the same once again. Cuộc đời của quý vị sẽ không bao giờ trở lại giống như ngày xưa. May the Lord bless you. Chúa chúc phúc cho quý vị. Ca sĩ Văn Trinh. Xin cảm ơn quý vị. Bao nhiêu
Để tiếp nối chương trình, xin quý vị cùng thưởng thức bài hát Bao La Tình Chúa. Nãy giờ là mình hát về bài nhạc quê hương. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe bài hát Tình Chúa Bao La do ca sĩ Thanh Tâm và Vũ Đàn Thanh Tâm. Xin quý vị cho một đàn pháo tay thật lớn để chào đón ca sĩ Thanh Tâm và Vũ Đàn Thanh Tâm. Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vô về năm tháng đời con. Tình ngày như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu hơi ấm đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa sắc dịu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu Chúa như mưa.
dào như ngàn con sông. Vô về năm tháng đời con, tình ngày như mưa đỉnh núi, suốt đời tuông đổ rác rào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô chào đón ca sĩ Hoa hậu Mỹ Liên, cho một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị. The song by the title of Please Forgive. Mỹ Liên cũng hôm nay thay đổi không khí một chút xíu. Hy vọng tất cả khán giả ở đây có một buổi tối được là vui tươi, an lạc trong cuộc sống.
Các bạn dân vái tay cho quý vị Mỹ Liên. Đổi bầu không khí có nóng bỏng không? Bây giờ Mỹ muốn Mỹ Liên hát một bài nữa không? Để là cho mình thay thế cái bầu không khí cho nó nóng bỏng, nó vui trong một ngày đi. Chứ gì đâu mà thấy mà buồn tẻ quá. Bây giờ khi mà Mỹ Liên lên hát á, mời quý vị phải đứng lên, người nào mà thích enjoy tập thể dục nha. Phải quậy nha không? We'll be right back.
xin mời đàn múa Thanh Tâm. Xin quý vị cho một đàn pháo tay thật lớn cho sự trở lại của đàn múa Thanh Tâm. Dẫn tuôn tràn đời con như hạt sương rơi, mây dương tơ trời xa xăm dịu dời. Nhưng Chúa đã đổi đời cho con nên lời ngợi ca ân phúc. Này con hát bài tình ca tình ai ai thôi.